Nói chuyện bữa nay nó mới lớn, nhỏ nó là, bây giờ nó 11 tuổi mà nó mới đẻ 14 ngày nó biết nói chuyện. Lúc đó bình thường đi lại bà không có tổn. Lúc đó cái bụng bự mà tướng hồi xưa ốm nhất à, không phải được như vậy người mẫu à. Xong cái 6 tháng bụng bự, cái nhỏ đó cứ mỗi ngày á nó lên nói chuyện với sư phụ không bằng đêm á, à nó ngầu lắm, nó đặt cọc cái bầu lúc của cái bầu nó đã đặt cọc rồi rồi, cái mỗi tối á nó nói chuyện với sư phụ, nó chỉ sư phụ làm này làm kia. Đến lúc mà mẹ nó hết sức mà đi bộ rồi đó, à, cũng như mệt rồi đó, kéo đầu nó từ giã, nó hơi con vô bụng mẹ, con không có lo cho ba nữa, hẹn gặp ba sau nha. Đến lúc mà sanh xong á, đúng 14 ngày nó đỏ quét như con chuột vậy. Thẳm về mà nó như người lớn nha, nó nói chuyện chào ba nói với đạo Phật. Người ta gặp mấy đứa nít vậy là ta dục rồi, nói về 14 ngày đỏ quét mà nói chuyện vậy, mà hôm nay nói vậy nó khùng rồi. Nhà này nhiều chuyện lạ. Hồi đó đó, lúc mà mới có bầu Đức Thầy rồi, ngài đã nói mấy đứa này là phi thường, sẽ sau này tiếp tục cái một cái thế hệ sau của họ tiên, giống như mấy đứa con sau này là cũng cùng với nó. Thì con đọc là hồi nãy thầy đọc lịch sử của bà chị đúng không? Vì con biết á, lúc xưa thì chiến đầu tiên thì bà chị họ Phạm, chiến thứ hai là họ Lê phải không? Khác họ Trần. Cho nên mỗi một lần mình làm người á, mình đi khác gia đình nha. Cái gia đình thế gian của mình là dĩ nhiên mình phải có hiếu, tôn trọng cha mẹ sanh ra mình, nhưng mà nó không phải là permanent, nó chỉ tạm thôi. Nhiều lúc gia đình của mình á, họ biết á, gia đình của họ Nguyễn, họ Trần, họ Phạm gì của mình á, không có tốt bằng họ Thiên của mình. Họ Thiên là người tốt không mà, để cho phụ nhìn đứa nào tốt rồi mới nhận đúng không, đứa nào giữ với phụ đâu nhận, làm đệ tử làm gì. Cho nên một đống họ Thiên là con của ông trời hết, à, sẽ gặp lại những đứa con họ Thiên ở trên khi về với nhau. Còn họ Trần, họ Nguyễn mà trong gia đình mình á, là một đứa giữ một đứa hiền được về, đứa giữ nó đi nơi khác, đứa giữ nó sẽ đi về cái đường giữ của nó. Người mà sân si nóng giận thì cái địa ngục á, nó có lửa đó, nó sẽ hút cho những cái người đó, những cái tầng trường đó. Và những cái người mà không có được sàng lọc mà sống vào cái thời đại vàng kim, vàng kim, vàng hay vàng? Vàng. Vàng hả? Nó vàng không? Giờ nó vàng đi hả? Vàng kim. Mà có Phật Di Lặc nữa, có Phật sống, có Thánh sống, rồi có con của ông trời nữa, thì gọi là Thánh sống chung với phàm nhân là vậy. Hiện giờ chúng ta đang ở thời đại đó, chỉ có một cái là chúng ta có phước hay không, không ngoài kia có bao nhiêu người hiểu được. Rất là có đông người hiểu, nhưng mà họ hiểu kiểu mơ hồ thôi. Tại vì cuộc sống hiện bây giờ khó khăn, họ không có đủ thời giờ để tìm hiểu. Còn kêu họ tin liền thì họ bị người xấu gạt nhiều quá. Xưa giờ cứ đi theo hết thầy này tới thầy kia, toàn là bị phỉnh, bị gạt không, chẳng học được gì, mà toàn là học mất tiền với học cờ gù, thì không có sanh ra trí tuệ, rồi họ nản. Đến khi mà sư phụ xuất hiện thiệt thì họ lại càng nản nữa, là vì họ chấp tướng. Cho nên khó độ của thời nay rất là khó độ. Chỉ có những đứa này
nếu ngứa mà gần gần đây cho phụ biết được là gì. Ở tiền kiếp á, có nguyện lợi cùng với sư phụ vào cái thời đại sư phụ tái sanh, những cô tiên này cõi kia mới hạ phàm xuống để mỗi người làm mỗi việc, giống như Nhật Phương á, cũng là tiên phải không, rồng phải không, à, Tấu cũng vậy nè, con cũng vậy nè, này nhiều lắm. Thì nhìn lại là toàn là có nhiệm vụ nhiều, để mà một lần này mình làm để về trời cha mẹ thưởng cho mình ở trển luôn á, là cái đó phần thưởng lớn nhất. Hôm nay đến nào hiểu được, gán làm cho cha mẹ vui, cho cô cũng mong làm cha mẹ vui thôi, cô không có ngại người đời cười chơi hay ai nói gì nói, cô làm được phần nữa, không biết chưa có perfect nữa, chỉ có một số đeo dấu thiên tâm, nhưng mà ở trên đã khen rồi, đó là sự thành công bước đầu, còn phần nữa về đời, nửa đời nửa đạo thì chưa làm gì được hết. Câu mà mẹ nói á, cái bài kính thiên số 1 á, phải chờ gặp đức thầy nữa, gặp là hội Long Hoa, hội Anh Tài, rồi đem 6 triệu chim hiền về nước, ngày đó rất là gần với chúng ta, ngày 30 tháng 4 này nè, để mình tưởng niệm, để cho nó mô tròn. Bên kia thì ăn mừng, bên đây thì quốc hận phải không, bên đen bên đỏ hả, cái hồ mình ở giữa mình giữa mình nó xong á, chẳng vui mà cũng chẳng buồn. Đó là một cái lịch sử, từ nay về sau dùng ngày đó lịch sử để mà hàn gắn lại. Chim hiền trong đó có những con ông cháu cha du học ở Mỹ mà nó có tài á, thằng này nó cũng là chim hiền, nó có quyền ứng cử đúng không? Con của ông HO quá không? Hai cha, như hai ông nội nó bắn lộn nhau, nhưng mà tới hai đứa cháu nội lớn lên nó có thể ngồi chung cùng văn phòng làm việc chung được mà, dễ ợt đâu gì đâu. Chứ là đừng có nghĩ là chỉ là người đi lính HO rồi mới sau này cộng sản sụp đổ rồi, chỉ nó không có, ở trên không có tính thì cộng sản quốc gia nữa, xóa hết. Ngô Đình Diệm hay là Nguyễn Nhân Thiệu hay là Hồ Chí Minh, tất cả mấy cái đó chỉ là con cờ của bề trên lên xe xuống chốt thôi, xã nghiệp nước Việt thôi. Như cả thế giới hôm nay đi náo loạn vậy mà mấy con nhìn thấy á, những cái gì trên đi á, con người của mình không bao giờ tính ra được, cũng không bao giờ nghĩ ra được, cũng không bao giờ ngờ nữa. Đó là ai mà nói mình mạnh chừng nào á thì người đó sẽ yếu. Giống bữa nay 19 hai chục nước nó sẽ xài tiền của Trung Cộng không, nó đưa lên chừng nào Trung Cộng sẽ chia 5-7 lẹ chừng đó. Rồi bữa lên nó 80 mấy tuổi đã làm cho nước Mỹ này 3-4 năm nay muốn chết mình, bữa nay á không biết còn tiền đổ xăng không nữa, mà còn phải đặt đòi ứng cử nữa, thì là nó càng đưa ông Trump lẹ trở lại nữa. Tại vì cái thế giới điên thì phải có ông đầu đỏ đỏ gì á, Kim Mao Sư Dương gì á, mới chảm được phải không? nó mới có chừng trị được với mấy thằng khùng kia. Ổng là người chung sứ mệnh sư phụ, nên mọi giá sư phụ support ổng, mà ổng đâu biết đâu. Không có ổng về mặt đời, về mặt vô vi nó không có ăn khớp. Như một cái software đánh cho cái con robot nó chạy vậy, mà con robot mechanical với nó bị này bị kia, cái software cũng không quất, phải ăn rớ nhau. Vô vi với mặt đời cũng phải đồng bộ nhau, thì gọi là đồng bộ. Thế giới hôm nay đi đến đoạn đồng bộ rồi, đồng bộ đến nỗi mà cơ vận đi với những lúc lẹ, những lúc chạy. Cuối cùng là nước Việt thuận thiên. Hôm nay đi theo Mỹ, từ nhã Trung Cộng ra. Tại vì nếu không nhã đó, mà
lỡ mà trong cộng nó đem quân mà nó mượn đất của nước Việt mà nó bắn ra ngoài biển, biển bắn vô là mình xong. Nên cơ bản như lúc mình thấy như vậy á, nó con đừng có chửi mấy ông bển, ông cũng chẳng biết mà ông đang làm gì nữa. Ngày mai mấy vị trên điển vô cái đầu Võ Văn Thưởng kêu mà làm này, cái tự nhiên cũng không khủng đi làm không, kêu bắt trọng làm thì ở trên trên control hết, đi từng nhịp nhàng vậy đó. Có nhiều người nói Thiên Tuấn Kiệt mượn mượn đạo để mà chống cộng, nó đâu thiệt chứ đâu mượn đạo. Tại vì ở trên trời á, thiên ma với Phật xuống thế gian mình nó cũng là chánh với tà, nó cũng y chang à. Đạo với đời là cũng y chang nhau, đi song song nhau hết. Đạo là đời, đời tức là đạo. Mà người ta đâu có hiểu hết đó. Rồi đâu có chính trị gì đâu. Nó đâu có chút chính em thôi. Hồi xưa cũng không có biết nữa, cũng không, cũng cái tánh thì rất là cương trực, không có thích nó láo. Mà ghét pho tích, ghét mấy cái mà tại chính trị như nít chơi 5 tuổi vậy đó, thua nữa, thua nít chơi nữa. Nhiều lúc con coi đài con tức ngói máu, Tập Cận Bình hay là mấy thằng của mà Trung Cộng lãnh sự quán nổi tuyên bố nhiều câu thấy sốc. Ô Mỹ đi qua Biển Đông phá hoại nền an ninh của Trung Quốc, trong khi cái biển là của Việt Nam, bây giờ nó chiếm hết của nó. Rồi cái Hoàng Sa của mình nó nói là mình đi qua đánh ăn cắp cá của nó, nó ngược lại thì nó thua đứa nít 5 tuổi. Có một cái hay ấy, sau này mọi người sẽ biết nha, đó là con dịch Vũ Hán ấy. Mà nó mà biết được nó có bằng chứng rồi á, xong Trung Cộng thường đã luôn, nhà mấy con đều phải có người chết Covid đúng không, đúng thưa Trung Cộng, tại tiền mà nó làm ăn với nước ngoài nhiều lắm. Wow, giống như kiểu Putin giờ bị giữ 600 tỷ để mà xây lại nước Ukraine vậy đó. Cho nên đừng có lo, nó mà mỗi gia đình nào mà có chết con Covid đó, làm đơn sẵn Liên Hợp Quốc. Khi mà Covid ấy, thì bệnh nhi vô trong bệnh viện họ cũng lại bị Covid ấy. Thì và xong khi mà chết thì do Covid thì như thế, thì sau này trong cộng thì đêm cũng hơi mệt hết. Mệt chứ không mệt. Đây, trong cộng nó chết 2 mấy triệu người. Như Mỹ như 1 triệu mấy. À, mà mỗi người cái mạng cũng chừng 300 nghìn thôi. Thì là con nhân anh thử. Đó là lý do tại sao sau này em là mình chỉ có cái thiện tồn tại, lấy nhà con cái nhân nghĩa để mà trị quốc. Chứ còn ỷ có một chút tiền rồi cái chế súng đạn rồi cái điên hiếp nước này nước kia, nó sẽ không có còn trong cái thời đại tương lai nữa. Thời đại tương lai là cái là có Phật Thánh Tiên xuất hiện làm thân người, không có mưu mô xảo kế nữa, nghĩa là nói láo thì thần thông biết hết đúng không, nó không có còn nghi ngờ, không có còn gian trá nữa, nhìn mặt là biết này là người xấu rồi. Mỹ ở trong nhà thương á, bệnh trong mấy năm nay đúng không, bệnh cảm bệnh ho gì mà chết nó cũng nói Covid, nó làm hồ sơ sẵn tại vì nhà thương cũng được thưởng tiền. Ở sau lưng bộ tham mưu của Mỹ á, nghĩa là những người không có trên mạng á, là họ tính trước rồi, họ biết chuyện gì sắp xảy ra rồi sau này sẽ như thế nào, họ biết hết. Họ biết là sớm muộn cái trái đất này sẽ trật tự trở lại trắng trắng đen đen. Họ biết Trung Cộng cũng sẽ thua, Nga cũng sẽ thua. Nhưng mà có một cái á, là giống như con vậy thôi, con nhà giàu con ở trong nhà. Còn cái thằng Homeless tối ngày nó ở ngoài nó giọng cửa rầm rầm, viêm mạch của tao đâu, đồ ăn đâu.
thằng Mỹ trong nhà nó giả bộ ngơ ngơ để cho mà tự chết. Hai vậy đi đánh nó thì mang mày giàu mày mạnh mày nghĩ tao không, để cho mày tự đứt mạch máu mày chết. Thì từ con dưới mạch, từ cấm giận nó hay hơn là đánh qua đánh lại, đánh qua đánh lại nó nhiều tiếng nói qua tiếng nói lại, rồi lòng người nhiều lúc sẽ thay đổi. Con đừng có tưởng là những gì Hữu nói mà là, trong Pentagon mấy kia nó không biết, nó biết đó. Họ cũng tâm linh lắm à. Thấy vào Venga tiên trì chúng đâu có bằng Thiên Mộng Sơn mình đâu, à quá nổi tiếng chừng 50 cũng chút chín mấy chúng luôn, mà nó chín đi theo nữa. Chẳng qua là bề trên chưa cho họ biết, chưa cho họ nói tiếng Mỹ đó. Với lại cộng lại với mình là người Việt Nam á, mình bị người Việt Nam mà gọi là chi bộ ngầm á, với dư lượng viên á, cái miệng nó rộng á, nó không hiếp sư phụ nhiều. Cộng lại với mấy ông thầy quốc danh, không biết mấy ông nào rồi đó, không có mấy chục nghìn người, tối ngày ông vô mấy kênh của mấy đệ tử sư phụ cứ spam hoài á, nghĩa là người mình giết người mình. Chứ còn sư phụ mà người Mỹ hay người Ấn Độ, trời ơi thôi nổi tiếng luôn rồi, siêu luôn. Nhưng mà sau này nó sẽ hiểu. Chứ còn bao nhiêu vụ mà mình nói ở những như 4 năm trước Hồ kêu là Thượng Thiên là để Hồ biết là cái gì, nói là nước Tàu sẽ bị cấm vận thì sẽ không còn làm ăn với Mỹ. Thì mấy vị nói vậy, không làm ăn với Mỹ thì đi đâu? Tại Việt Nam với Tàu là hai nước như là một. Thì Hồ kêu Thuận Thiên có nghĩa là đi theo Mỹ á. Xưa giờ là cái kênh mình là kêu đi theo Mỹ. Thì có phải là bây giờ cả biết bao nhiêu tỷ đô nó dồn vào Việt Nam không? Là bây giờ nước mình giàu rồi, đâu có hiện giờ điều hiếu bản á. Thử mấy ổng không nghe lời sư phụ thôi, ổng nghe cái kênh nhưng mà nghe nào có lợi cho mấy ổng. Còn nghe đến khúc mà Trung Cộng chia 5-7, Việt Nam là chiếc xuồng con, rồi cái bị đứt dây, không có cái dầm bơi, không có máy nuôi tôm, máy nhỏ nhỏ chạy cờ bơ, thì mấy ổng không thích. Tôi đâu phải là xuồng con đâu, mà thật sự quân đội của Việt Nam quýnh không có lợi ai luôn á, đồ cũ không à, xuồng con á, trên nó thì sao dù y nó trang luôn. Việt Nam mình giờ yếu, quýnh không thua Miên nữa. Tại Miên nó còn vũ khí mới của Trung Cộng, Việt Nam tiền đâu mà mua. Năm chiếc tàu ngầm của ông Nguyễn Văn Dũng mua đậu đó, nó ăn cắp dầu bán. Ở trên đó thì bộ mới biết, lên mạng nói, nó quảng hồn. Ôi sao ông này không biết? Ủa, tao là đâu phải người thường đâu, chuyện gì tôi mày làm không biết. Còn hai ba ông Nguyễn Phú Trọng giả nữa, thì bộ biết hết. Cái chuyện gì mình ngồi đây mình biết thì con nghĩ rồi đó, ở đây con gần vô cũng biết mà. Đâu có khó đâu, chỉ có cái con người á, người ta không có nghiên cứu nhiều gì cho họ, người ta không có tin thôi. Cái tin họ cũng đỡ lắm, biết được cơ vận, mình biết thời cơ, mình vận dụng thời cơ, mình xoay chuyển, rồi mình lập công theo thời cuộc, mình tạo cơ đồ cho con cháu dòng họ mình giàu có, không có mất tài sản, không có bị đốt củi. Giống như bà Nguyễn Phương Hằng đó, mà 3 tháng liên tục, hình như phụ ra mấy 2 cái clip liên tục. Phụ nói mà, ở tù của bà im bớt, ở không im. Rồi sau đó bà ở tù rồi á, Hồ kêu Đàm Vĩnh Hương với mấy ca sĩ đừng có hiếp bả nữa, tụi mày hiếp bả ra, bả ra bắt hà lửa tụi mày thành con chuột chảy đồng á, để coi. Vậy mà nó cũng tắp bi nữa, mấy này ngu. Quay lên nó chuột nó luôn, tại vì sau này bả ra là mấy này hết đường sống á con, thiệt á. Mấy người có chân mệnh á, con đừng có đụng tới họ. Họ bị vậy nhưng mà không thấy 100 không, 2 lần đàn hạch.
tơi bời qua lá mà cuối cùng rồi. À, bà Hương Hằng cũng vậy, bà cũng là vậy á. Tại vì cái nhiệm vụ xuống trần của bà là lật hết cái xã hội ra, lật hết ra, bay lên phải lật hết ra những cái xấu của nước Mỹ, những của đảng Dân Chủ, rồi Putin lật hết ra cái tham vọng đại đế chiếm toàn cầu. Giả bộ đầu tiên nó đánh Ukraine, nó đánh được Ukraine đánh luôn cái Âu Châu á, ngu diễn ngừng, phải không? Lỡ tham rồi tao tham hết luôn, kiểu như vậy á, ta biết sao không biết. Thì cái con người á cũng vì lòng tham thôi là chết. Riêng nước Việt mình á, sau này nhiều chuyện vui nè nha. Sau này sư phụ sẽ nói những người mà chửi cha chửi mẹ, nhất là mấy ông thầy chửi cha chửi mẹ nhiều lắm, cho nên Phật tử mình khó độ. Thì mấy ổng không bao giờ tin có Thượng Đế, không bao giờ tin có Phật Di Lặc đang hiện tiền với mình. Tại nếu mà tin thì đâu ai cúng dường cho mấy ổng. À, đó là đại phạm tội phạm thượng. Rồi kêu ra để tượng cha mẹ lại sám hối thì quả mai. Cảm ơn. Sao nhiều nước mà vậy sao uống hết? Cho đồ uống giùm đi, cho đồ mổ đâu ngồi đây, cái mặt mổ ngồi đây bể cái máy rồi phiền. Chỉ có một cái là mấy ông mấy vị thần đó mấy ngày rất là đau là đỏ. Bởi vì nói thường mấy chư Phật thì nói là sau này nước Việt có thay đổi á, 6 triệu chim hiền á là phải lấy ân báo oán. Tại cái dân nước của quốc gia đó là do 6 triệu chim hiền sau này sẽ điều khiển. Rồi trong đó có biết bao nhiêu người tại hải ngoại sẽ về lấy ân báo oán, nghĩa là không trả thù. Nghĩa là dầu cho bác Trọng có đốt củi rồi ông già nữa, thằng con có lên chức cũng không có được trả thù, chứ không phải là quốc gia trả thù gì cộng nữa, hiểu không? Nghĩa là không còn ai trả thù ai qua lại thì thường mới di dạng vậy. Nhưng mà mấy vị ngoài đó đó ông cầm kiếm đó, thì nói cũng tùy theo người nữa, có những thằng nó vô nghi thì cho nó cây gôn đánh góp. Cho nó khu nào có sân gôn đánh góp vậy, tối ngày cứ đánh góp, rồi muốn nó chết sớm thả một đống ghé đẹp vô cho chứ không có được bắt nó ra Côn Đảo hay là không thiệt mà. Đừng thả đi vòng vòng phải không, miễn tăng còn nguy hiểm là phải vậy. Cho nó cây gôn đánh góp chứ thả nó khu biển nào á, cái đảo nào giống như đảo của Vinh Vali gì nó đang xây đẹp á, thả đó. Cho mày hưởng luôn. Chứ còn mấy nguy hiểm á mà con thả ra đường nó làm nhiều chuyện mệt nữa, ác hại gì đó. Nó đánh gòn với ăn chơi tối ngày. Chính trị nước cao. Hả? Chính trị nước cao. Không biết. Thì nếu mà làm đúng bề trên dạy, lấy ân báo oán là phải như vậy. Chứ giờ làm sao? Chứ giờ nó thuộc thành phần nguy hiểm, nó không có chịu quay đầu thì mình phải làm sao giờ? Thả đi vòng vòng ngoài nổi cầm điện thoại nó lại là cà phê nó mệt. Cho nó đi ra. Trong nước Trung Cộng cũng có những người giống giống như kiểu sư phụ,
một người mà có điển có tâm linh thôi, họ mang và họ nuôi như là nuôi Phật sống vậy đó, nuôi luôn cả dòng họ của người đó bên trong cổng họ, mấy người nói. Còn Việt Nam mình á, là hỡi có là vùi dập, họ không có biết trân trọng, tại những cái đó là cứu tinh của họ mà họ không có biết. Cũng giống như đá san hô Mỹ, còn ở Hawaii mà chiếc tàu nào mà đụng san hô á, thường á là sạc nghiệp luôn. Còn Việt Nam mình cứ để mìn giật san hô xuống để dễ bắt cá, cho nên cuối cùng cái biển Đông miền Nhật Lan á không còn san hô nữa. San hô là mấy chục nghìn năm nó mới có san hô, nó vô đẻ, trên cái biển mà vịnh Thái Lan của mình miền Tây á, không còn con cá nào là do để mìn nó giật à, mấy ông chơi vậy đó. Trời, tối ngồi con khúc chút xíu này cũng đầm vậy chúng ta. Có ai có hỏi gì không? Hỏi thì mình mới nói chuyện chứ. Sư phụ giải thích cho tụi con nghe, tụi con nghe cái truyền thuyết gì mà Cao Biền Pháp Sư của Trung Quốc đó, đi qua Việt Nam mình để chấn yểm, để mình không có người tài để mà vực dậy đất nước đó, thì cái đó làm sao để mình giải cái đó cách đây 10 năm trước. Bà chị Loan á là vợ của ông tướng Tô Lâm, bà cũng thuộc dạng tâm linh, thì thời đó đó sư phụ cũng nằm ở trong cái UNESCO của Việt Nam á, thì tại mấy người tâm linh bà anh ta biết sư phụ hết, tại thần thông mà, thì bà đi gỡ mấy cái đó nhiều lắm rồi. Hiện bây giờ bển có một số người tâm linh họ cũng đi gỡ cái đó, gỡ trong cái mùa Covid luôn. Có những lúc ngộ lắm, cục đá có chút bẻo à, mà nó là cây kiếm á, chấn cái nước biển không ốc đầu nổi. Cái long mạch nghĩa là long mạch như con người của mình nha, à, giống như hồ bằng kiếm, rồi giống trái tim nha, nó đâm kiếm rồi đâm trái tim, rồi tay chân rồi á, rồi nó chặn như là nó y vậy thôi à. Thì những cái đó sau này mấy vị những người giống như kiểu sư phụ tái sanh lại gỡ hết, chỉ cần một người ở ngoài trận tiếng đi gỡ, một người ngồi ở đây á cầm điện thoại gọi, thì xưa cứ vậy thôi à, tới khúc đường nào quẹo nghe cũng giống như coi trên GPS vậy à, tâm linh điều khiển ngầu hơn là drum nữa đó con. Thì thời đó thì cũng dẹp hết rồi. Rồi những cái người nước Việt bị ém hết, không có sanh như nhân tài, toàn sanh ra ăn hại không. Thấy ăn hại không? Nhiều không? Thì rất là ăn hại đầy nước Việt. Địa thì không có sanh ra nhân tài, thì từ đó cha mới cho trên thiên xuống. Cũng giống nhau. Cho nên người Tàu họ có mưu mô cái gì nữa cũng không có bằng ở trên tính. Họ muốn nói muốn thẻ, bóng thẻ biết rồi. Đúng không? Còn gì nó nói nữa không? Vậy thôi. Nên ta thang vậy. Thì địa thì không ra nhân tài, trên thiên thì xuống. Cho nên bây giờ ngửi trên thiên xuống nhiều lắm, mấy con trên thiên xuống. Chứ còn mà sanh ra mà lớn lên như kiểu coi lợi cốt, giống như kiểu ông Kỳ, ông Thiệu đó, nó cũng là người cũ quyền bình thường thôi. Ông Diệm bây giờ cũng là đang ở nhà thờ Phú Cám, cũng là một con ma bình thường thôi mà. Ông vua Bảo Đại cũng là một con ma đang ở bên Pháp bình thường thôi. Còn những người có trong mệnh là trên trời xuống, thì người ta mới làm được, ta mới có ở trong cái mai của con người. Một người hơn cả triệu người trong một đám đông ra một ý kiến đó, nó khác lắm. Gọi là trí tuệ xuất thế gian. Không có những cái idea khùng. Thì Ngà Lon nó phụ nói từ đầu nó là người ê lành mà, nên cái đầu của nó ghê lắm á. Tự nhiên nó chứa thằng nào mà làm giàu lẻ như kiểu ông này, sau này Việt Nam mình nó sẽ có như vậy. Để chưa đến lúc
luôn cái là chế ra những loại spaceship vũ khí lợi hại là F-35 hay là Su-35 gì dẹp hết, bom hạt nhân hả dẹp luôn, mấy chiếc spaceship nó bắn laser ra. Thì một cái technology rất là đơn giản, nó cũng y như là một cái người như ông Facebook, nó chế ra được cái Facebook. Thì sau này nước Việt mình sẽ có những nhân tài khi mà họ tự do tiếng nói, tự do muốn làm gì thì họ thích làm theo cái lý trí khả năng đó, không có bị bất cứ một cái quyền lực hay cái thế lực nào kèm chế. Giàu cho cái một đứa nghèo mà một ngày nó chỉ có đủ tiền ăn 2 buổi cơm mà học đại học, mà nó thông minh nó cũng có thể là làm giàu theo cái sáng kiến của nó. Còn Việt Nam mình bây giờ đâu có được như vậy. Cũng giống như bên Nam Hàn, tại sao nước nó mau dạo? Tại vì thời xưa Nam Hàn nó nghèo nước Việt mình, rồi nó cũng chẳng có Samsung, cũng chẳng có Hyundai, chẳng có LG nữa. Hồi đó toàn là Sony hay là Yamaha, Panasonic đồ của Nhật không. Tại vì nước Nhật nó xanh ra thời đó, sao không biết, mà nó cho cái tuổi về hưu của những người kỹ sư PhD của Nhật á, về hưu rất là sớm, như 50 hay 55 vậy đó. Cái Nam Hàn nó hút hết, nó hút về nước nó mướn mấy người đó làm hết, mà trong khi đó là kinh nghiệm thứ thiệt không á. Rồi sau đó nó mượn hình như có 50 tỷ của World Bank thôi. Tự nhiên từ cái hiệu Sony thành ra giờ cái hiệu xem máy TV Samsung đúng không? Từ chiếc Toyota giờ thành cái chiếc xe Hyundai. Cũng là do con người. Có một lần tôi hỏi mấy vị trên Việt Nam sau này mà là cái gì là quý nhất? Mỏ vàng ở trong kinh sấm sáu quyển của Đức Thầy nói mỏ vàng mỏ ngọc. Phải không? Vì đúng, Việt Nam có 550 cái mỏ vàng. Tôi biết tay này là mỏ nè. Nhưng mà cái đó cũng không có phải là trường cũ. Nó chỉ là chẳng lẽ lại ăn là làm biến sao? Mà hãy mà lấy ăn ở con người lại là không có nhân lễ nghĩa chí tính nữa làm sao được. Nó không phải. Cái quý giá nhất đó là chúng ta 6 triệu tâm hiền, 6 triệu chất xám. Đó là tài sản của cha với chư Phật đó, gửi chúng ta đi khắp hải ngoại để học hết tất cả những cái khôn của thế giới, để sau này lập lại một nước Việt cường quốc là người hải ngoại. Rồi không phải là 6 triệu thời nay nha. Rồi cứ đi về, hỡi cái gì hay là cứ đem về cũng như kiểu Do Thái vậy đó. Rồi cuối cùng á, thành ra 60 triệu ở hải ngoại. Thì từ đó nước Việt nó mạnh là chất xám, là IP. Mỏ thì cũng có đó, tiền cũng có nữa đó. Nhưng mà cái chất xám của con cũng mới còn mới là quan trọng đó. Cho nên nói vậy mà. Thì mình mới đi từ thời 75 cho tới thời nay 50 năm, chưa có quốc gia nào mà di cư mà đông nhiều như người Việt. Chỉ có một cái là cái thể chế Tam Vô á, họ không có muốn chúng ta đoàn kết, và họ không có chết sống vì dân tộc, mà họ chết sống vì cái búa liềm. Thì từ đó chúng ta cứ đánh đá nhau, chia rẽ, xối xả. Có bà Kim Ly Hồ với Tạ Đức Chí thôi mà. Đánh nhau nát Nam Cali. Cái vùng này thôi nó luộc hết thành nhuộm đỏ vùng này rồi. Thế mà còn sống ngồi đây cũng phải vừa với mấy thằng dưới núi này đâu. Trời ơi, cũng lì lắm á. Thì là tự nhiên mình phải vừa buồn là mình sanh lộn quốc gia mình không đoàn kết, mình cũng vừa vui là quốc gia mình được Thượng Đế chọn để mà sau này lãnh đạo thế giới. Lãnh đạo thế giới mình nghe nó hơi khó, nhưng mà thiệt. Chứ hồi xưa 300 năm trước Mỹ nó là ai à? Nó đâu phải là ai đâu. Nước này là mọi da đỏ nè. Cái núi này chỗ mình ngồi á là mọi da đỏ ngồi. Mỹ da đỏ. Thằng Mỹ mày nó Biden nó là người Ái Nhĩ Lan mà. Ông Trump là người Đức mà. Tụi mày bên Âu Châu. 300 năm trước thôi. Thì con nghĩ nước Việt 100 năm sau thành cường quốc không? Dư sức. Hiện giờ cái núi lửa gì đang mọc lên ở Cali nè. Mới có đài mấy con về coi tin tức này. Nó mà nổ ra một cái rồi cái Silicon Valley cũng tiêu á. Nhưng mà cái hai thách con người đang cần vẫn là iPhone hoài. Mỗi năm phải cái iPhone 14, 15, 16, 17 ra hoài. Apple dưới này
nó sập tiệm thì nó cũng phải mọc elbow chỗ khác, nó cũng phải bán bản quyền chỗ khác, stock nó phải bán chỗ khác. Thằng Hà Lan nó phải người Mỹ, nó người Phi Châu á, không biết không. Còn thằng Facebook nó là người Do Thái đúng không? Rồi thằng nào mà nó tính ra nó chỉ có mười mấy hai chục thằng giàu thôi mà cả nó nuôi cả nước Mỹ. Bill Gates. Còn Việt Nam mình nó thằng nào giàu là tao đem đây tao xào bột hết. Lựa ông bầu là nó chiên bột hết. Thì làm sao mà người ta nuôi được mấy ông thợ? Một con ông bầu nuôi cả triệu con ông thợ. Việt Nam mình cứ đi ngược không? Không có nhiều người nhân tài, chẳng có nhiều nhà tiên tri lỗi lạc. Có mình sư phụ thời nay thôi. Trời ơi mà nó bị dập dùi te tưa, tới ngày hôm nay nó cũng vẫn còn chửi. Đồ bố láo. Địt mẹ mẹ chửi tối ngày cho nó. Mỗi lần vô đập vào mẹ là bố láo với địt mẹ con. Biết sao kỳ. Mình đi yêu nước mình giúp nước mà cứ bị chửi. Không có trân trọng. Chắc xám là 6 triệu truyền hiện. Cái đó mới là ngầu á. Mau lên lắm à, chắc xám rồi đấy đâu. Nhà thơ Dương Tô Hương. Hương Hương đâu bằng nhà thơ này đâu. Ngăn nữa, nhân tài nữa. Con cũng là nhân tài. Giờ mình đơn giản vậy, mình dễ nhớ, dễ hiểu. Mình đang ngồi đây nói chuyện này, bỏ tiền làm núi này mấy chục triệu. Ít nhiều á, xui xui còn sống, hiện giờ đang ngồi đây. Nhiều người cũng thích đi du lịch về đây rồi. Giờ không cần biết đi du lịch nước Mỹ, đi vòng vòng Cali, Texas hay là Arizona, Seattle gì. Người ta cũng thích về đây, đi dạo vòng lại Phật, lại cha, lại mẹ. Nó cũng là một cái di sản của họ thiên đó con. Mà nếu mà tiểu bang nào á, mình cũng có một cái Thiên Long Sơn vậy, con nghĩ cái việc nó mạnh dữ lắm. Thì mỗi một cũng giống như là Ngọc Anh của mình không có ăn chồng Mỹ không, hồi xưa đâu có biết Thiên Long Sơn, bây giờ khoái đó. Thì con nữa thì sanh ra nữa cứ lai lai nhau, thì từ đó cái tiếng nói của người Việt Nam nó mới mạnh lên. Đại phụ chưa có đủ sức để đi tùm lum làm nhiều Thiên Long Sơn thôi. Thiên Long Giang nữa, chưa có thành hình nữa. Có mấy ông Sơn Thần á, có mấy ông mà hồ bển á, mình cứ mở cổng, mai mốt mấy con về bển cứ mở cổng thoải mái. Khi mấy con bò đầu tháng bắt đầu còn 2-3 ngày nữa là mình không có nuôi bò ông đó nữa. Cứ mở cho ta vô, nhiều người vô khấn chừng nào á, cục đất nó mau lên chừng đó. Biết đâu cái thằng... nghiền Dương Phạm vậy đó, tự nhiên nó đang là quỷ nó thành ra Phật liền, là lập tức nó đổ vô mấy triệu nó xây dựng trong đó cho dân hiếu tánh làm sao mình đâu biết được, khi nó bị khùng hay sao. Hiện giờ đang đi hút máu, đang đi gạt đã đúng không? Thì nhiều lúc nó đổi thành, hay là ông anh của mình Hoàng Duy Hùng á, ta kêu ông là Hoàng Duy gì ta, có cái tiếng lóng gì bữa nghe não chửi quên. Nhiều khi ông đổi tánh ông vô đó ông giúp lẹ lắm. Đó là mấy cái trò chiêu dụ của công sản không ạ, nó đưa cho một thằng rửa tiền. Ở đây có ông Nguyễn Tường Minh là báo tiền vong á, hàng năm cơ ly nó mua nhà là 6-7 triệu không á con, mua nguyên cái thiết nhà bên đài nữa. Vì nó mua miếp mấy cái bản nhạc mình karaoke á. Trời ơi, nó mua hết bản quyền. Cái tụi này nó điên hết trơn rồi. Đó là tài sản chung không á. Mà giờ nó muốn làm của riêng của nó. Nó tham vậy thì bởi vì nó sẽ chết hiểu hết. Chùa quá chù nó mà con coi nè. Con ghi tuổi thọ về mấy thằng này nó sống được bực. Không đầy 45 tuổi là tụi mày đi đứt. Mà tỉa trẻ không à. Thằng nào lấy 20-30 tuổi không mà tiền đâu. Nó mua mấy chục triệu mấy bản quyền. Ví dụ như con cháu của những nhạc sĩ giống như Trường Sa đi, các bạn xin còn gọi tên nhau vậy đó. Cái đi mua nó dụ con cháu mà thôi, ta cho mày 10 ngàn mà bán, mà làm giấy bán bản quyền đi.
cái bản nhạc của người ta sáng tác là của một dân tộc, không có riêng của cá nhân nào. Cái đứa cháu đó cũng không có quyền bán nữa, nó bán là nó phạm lỗi, là bất hiếu. Ông Trường Sa ông có sống lại ông cũng không bao giờ ông vui nữa, đúng không? Ông muốn cho nhiều người thưởng thức của bản nhạc ông, ông đâu muốn cho một người, ông đâu phải là nô lệ của một cái thằng Bình gì đó đâu, thằng mà mua bản bản quyền đó đó. Đó là sai, làm nhiều chuyện nghịch ngợm lắm, sai. Nó mai mốt quá chỉnh lại hết. Nó độc quyền, mỗi lần chụp ca đó nó để gì ta copyright, trời đỡ đầy. Bữa nay chụp ca 7 tiếng đồng hồ, gần mấy trăm bản, không biết có nên upload, chắc là 7.000 cái copyright. Ca thì không có hay, nhưng mà cái điển anh thì ở ngoài kia nhiều chúng sanh, nhiều căn cơ, mà người nào đã tin cho phụ là thiên tử thì đã là tin rồi. Còn những người nó không tin thì nghe riết cái từ từ nó cũng có cảm tình, rồi từ từ mình mới độ nó vào đường đó, phải không? Tức là mình đi cửa trước đừng đi cửa sau, đi cửa hông, đủ kiểu, hiểu không? Còn đứa nào thương như phụ thì cũng thương rồi. Ổn này ông giảng đạo, rồi bây giờ ông đi xuống ông ca mấy bản nhạc tình cảm rồi nữa, không phải. Thì nhiều bản thì con thích ca ca hết, loại nhạc gì cũng ca. Đừng quá tệ, ta nghe ta giải tán là được, kiểu thiên hải mình được. Mà nghe nghe ca dở mà không đúng nhịp, không đúng nhanh từ đó thì từ từ cũng quen, nhiều khi thích cái dở nữa. Chứ nghe là lại Đàm Nhã Hưng lại quen nghe chán lắm. Cười. Chứ là nó có điển trọng. Chị được cái bệnh mất ngủ. Những người nào mà bị ma nhập á, bị ma theo á, hay là baby của hồi xưa mình vô tình á, nó đeo theo mẹ nó nghe tiếng giáo phụ ghiếc, nó sợ, nó né. Chị bệnh mất ngủ. Đó, giáo phụ có biết cái đó, cho nói vậy. Con cứ nói con muốn ca gì mà miễn sao chị cho chúng sanh bình mất ngủ với tỉnh lại, phải không? Mục đích là quét cấp mọi người để mà lên thiền, giống như đi vượt biên gì đó, lên thiền Bát Nhã. Cho nãy cao đồ muốn hỏi gì nói gì. 4 thẻ phải không? Còn ông đang mất tích phải không? Biết rồi. Sư phụ, như cái hồ ông Rùa ở Sài Gòn đó, sư phụ, cái đó có phải là cái phong thủy của Việt Nam mình không? Cái phong thủy của Việt Nam á là ngày Trận Đạo á, ngày chỗ Bạch Đằng đó. Ông ở đó. Tại vì cái thời gian đó sư phụ mấy vị ở bên đây nè kêu sư phụ lên nói về cái vụ ly hương á, cuối cùng á ông Nên đó ông cũng nghe, nhưng mà cái thằng gì chủ tịch thành phố, phó chủ tịch gì đó, thằng mà bị lật xe chết ngay ngày hôm sau á, chỗ đó là vì cái ly hương thôi mà 3-4 mạng chết á, mấy chức vụ lớn không, vậy mà họ cũng không sợ. Cái ngày mà đem trả ly hương làm lễ rồi thấy ngầu lắm, họ lên báo. Cái con số đệ tử Hòa Thiên nhắn tin qua, ô sư phụ ơi, nó nghe lời sư phụ nó trả ly hương rồi. Cái sư phụ lên cái clip kế tiếp, không phải, Trung Cộng nó mưu mô, nó trả lại nhưng mà nó cho người ta khấn để mà hại nước mình thêm. Cái ngày về mặt phong thủy á, nó flip ngược lại, con hiểu không? Cũng giống như con đi vòng vòng á, con thấy cây nhang ai mà cầm ngược lại á, là người ta chù ẻo mình á. Thì cái ly hương đó là Trung Cộng nó làm vậy á, nó tương kế tụ kế chứ nó không có thật lòng. Thì cho nên cái thằng đó lái xe bị lật, sao con mình nó chết vậy? Nhiều vụ chết lắm, giống như hồi cách đây gần 10 năm vụ nó hồi xưa thuộc còn làm đại đế rồi mẹ, chôn một đống những cái bảo vật ở dưới vùng Đồng Tháp 10 á.
Trời ơi, nó đem xe xuống nó cuốc. Nó cuốc chứ nào chứ nó mất mất tích luôn. Chìm luôn. Tìm không ra luôn, cả ngàn thằng chết. Ở núi Cấm cũng vậy. Nó tối ngày cứ đi khoan, nó tìm mấy cái mỏ mà trong kinh sấm nói á, mà nó tìm hoài đâu có ra được. Tìm đất sét không? Dễ gì tìm được. Mà bao nhiêu người chết nó giấu á. Nó có thiệt nhưng mà không có đúng với người, dễ gì tìm được. Đây nó có nhiều cái thế lực. Việt Nam nó có 3-4 thế lực. Mình nghe đài của Thiên Định. Xong rồi mình ra mình nghe đài mà ở ngoài đời thấy nó ngược. Nó giống như là nản lắm phải không? Đừng nản. Kiểu của nó như vậy đó. Cơ trời đi á, con người không bao giờ đỡ nổi, không bao giờ né được. Chẳng qua là nó cho mỗi người có chậm chậm để có cơ hội để thay đổi. Một bên á, thì là 4 cái núi ép sát lại. Một bên á, là sư phụ kêu á, lẻ lên, phụ đưa cái thang, đưa gọng dây xuống kéo. Không chịu níu thì gán chịu. Ở bên Việt Nam mọi người lập ban khẩn trong giờ vợ giờ kali của mình á, còn nên không, mọi người cũng kiểu như mong ngóng á, mà còn nói là kiểu thời gian cũng tùy nữa, kiểu như sắp. Ví dụ như mình này là chủ nhật khoảng 3 giờ tới 4 giờ thì đó là giờ của bên bển nhiều ta, 3 giờ 4 giờ chiều thì con có lên mạng con nói đi, 4 giờ sáng mấy giờ sáng thì cũng từng giờ với bên. Mình khoảng 3-4 giờ chiều ở đây. Khuya ở bên đó. Hả? Ở khuya Việt Nam. Nó phải là 5-6 giờ sáng. Đâu cần cùng giờ đâu. Khấn là để cho nước Việt á, những ngày kế tiếp á, khi mà tiền lời nhà băng nó lên, tất cả nhà băng á, nó là mạch máu. Và đồng thời bây giờ Trung Cộng nó mua hết lúa gạo ở Việt Nam nó chết đói. Rồi cộng thêm chiến tranh nữa, Việt Nam mình á, nó cũng giống như là dân sống thành phố vậy. Ăn ngày nào chạy ngày đó, không có dự trữ gì hết. Phải có đụng độ ở ngoài Biển Đông cái là bao nhiêu supply, không có gì, xăng dầu hay là mọi thứ không có, không còn nữa, thuốc men không còn nữa, chết nhiều lắm á. Cũng giống như miền Bắc năm 1942, ở ngoài đó chết đói gần mấy triệu người, miền Nam có gạo mà đưa ra đưa không được. Cái đó là như vậy chứ không phải là nhìn ô cả nước Việt nhìn thấy nó nhìn vậy nhưng mà đụng chuyện đi có dùng có miền sẽ không có cơm ăn đó. Thấy như cái mùa Covid là chết đói nhiều hơn là chết Covid thiệt. Gào là hết. Đừng nói là cho hôn có nói trước, còn mình khấn cái này là cho bớt cái vụ đó. Tại mấy người đó bị chết oan không biết. Ở bên Việt Nam còn nên lập ban khẩn kiểu như khác biệt một chút hơn so với lúc mà kiểu như mùng 8, 18, 28 của mẹ, không kiểu như có cái gì đặc biệt hoặc là một chút gì khác biệt để cho có chút sức mạnh hơn ấy. Thì cũng bình thường nói 12 nước 12 bông bánh trái đồ vậy đó. Tại sao kỳ này mình chọn 30 tháng 4 là vì bắt đầu 30 tháng 4 á, không ai predict được, không ai tiên đoán là Sài Gòn không có đổ nát, không có chết nhiều người. Đó là lúc đó mẹ mình á, tức là Phật Mẫu á, xuống quá giải để cho Dương Nhân Minh đầu hàng vậy đó. Chứ nếu không á, con tước biết hả, nó dội bơm với xe tăng vô Sài Gòn chết biết bao nhiêu. Hôm nay mình khấn cũng tương tự, mình vừa cảm ơn. Tại vì lúc đó mấy vị về nói vụ mà. Bờ không có Phật á, là Sài Gòn mình là bình địa năm 30 tháng 4 rồi. Đừng có mấy vị là che chở hết, Đức Thầy che chở.
gì nói mà. Hôm nay mình cũng trở lại thời đó lại 50 năm, 48 năm không? Trở lại thời xưa. Mình cũng khấn. Cái gì mà có bàn tay trên gỡ vô một cái xong. Không có khổ, không có nhiều tranh chấp. Bất chiến tự nhiên thành. Cái câu bất chiến tự nhiên thành á, của ông Trang Trình ổng nói không phải chỗ riêng nước Việt, cho thế giới. Thấy nguyên cái khối cộng sản nghe với Tạo, đâu có ai chiến nữa đâu, bây giờ cũng sắp thành rồi đó. Giờ là thấy rõ cái bàn cờ là Trung Quốc thua, nghe sẽ thua. Chẳng qua là Mỹ á, nó cứ dày, nó cứ gào, nó cứ hù qua hù lại. Nhưng mà cái thời gian càng dài, mình đây dĩ nhiên là kinh tế mình khổ. Nhưng mà thằng kia nó không có con di mạch, nó không có con chip để mà làm những cái đồ nó bán đi. Thì dân công ty của nó lại bị thất nghiệp, dân nó bị thất nghiệp, rồi đói rồi nổi loạn. Nó cũng y như là cái vụ mà Tân Cương mấy bông giải vậy đó. Bông giải hay là những cái chất gì mà làm xô là đó. Thì khi Mỹ mà cấm vận thì nó đưa qua nước này nước kia thì cũng là nó. Nhưng mà khi mà Mỹ mà ngăn lại hết á, thì Việt Nam cũng sẽ bị mất cái phần lợi đó nữa. Là vì Tàu á, nó đưa cho công ty đó, nó trá hình là Make in Việt Nam, thay vì Make in Chinese thì người ta không có mua nữa. Nhưng mà bây giờ là không còn làm chuyện đó nữa, thì cho nên những cái công ty nó rút đi như vậy. Có nhiều người không biết, tưởng đâu là của Đài Loan, cái thật sự của Trung Cộng không. Cái lòng tham á, của Đảng Cộng sản quốc tế á, nó mới thành ra tan tác, làm cho tất cả chúng ta mới khổ tới ngày hôm nay. Chứ còn con người mà đừng có lòng tham, mạnh nó đủ rồi. Như nước Tàu 50 năm trước nó mạnh như gì thì cứ giữ yên đi, có phải là nó sướng không? Hôm nay nó đi sai nước cờ thành ra là diệt vong luôn. Nga cũng vậy, cũng là do lòng tham. Thì những cái bài học đó sau này chúng ta phải học, từ cá nhân cũng phải học. Chuyện lớn là thế giới, quốc gia, chúng ta cũng vậy. Cái gì của mình là của mình. Hồi xưa Mỹ nó bỏ Việt Nam, nó giúp Trung Cộng, rồi nó đưa bao nhiêu công ty điện tử qua bển để làm giàu. Khi mà mình giàu có rồi, mình lại lấy cái đó, mình lấy quán báo ân, là muốn nuốt ngược lại nước Mỹ đúng không? Thì hôm nay mới bị trừng trị lại như vậy. Thì đó cũng là lòng tham. Chứ còn mà đừng có bành trướng, đừng có hưu quê, đừng có đường tơ lụa, thì là thôi, nó già ông cõi rồi. Sau này nước Việt mà có lớn mạnh, có giàu á, cũng không có nên làm vậy hết. Chỉ là lấy đạo đức. Tại cái đạo thiên tâm là của nước Việt, là cái gốc là của mình. Thì sau này sẽ lâu lưu truyền, sẽ đi loan rộng thế giới. Thì cái đó là cái là sell á, sell toàn thế giới, tức là cái mình nói về nãy giống như một cái sản phẩm vô giá cho toàn nhân loại. Thì bao nhiêu đó người ta cũng tốt ngược lại với quốc gia mình rồi. Ok, ngồi đây lạnh quá hả? Hả? Mấy giờ? 9:45. 9:45. Con có muốn ngồi hay muốn nói chuyện nữa? Sợ sợ mấy đứa lạnh thôi. Bọn đẳng còn bắp nướng vậy đó, cứ mang lại đây nè. Ai ăn vậy đó, ngồi im re hết vậy. Nướng khoai. Cứ mang lại luôn. Ai đi tới lôi bưng đồ ăn tới đây. Bắp khoai cứ bưng ra. Cái nồi cháo như còn nhiều. Thôi đừng có bưng tùm lum bắp khoai được rồi. Bưng cháo rồi cũng không dọn.
sư phụ, mọi người ở bên Việt Nam có khi mà khẩn thì lại cái bài khẩn hôm bữa sư phụ cho mọi người nữa, hay là có khẩn thì khác thế nữa sư phụ cho mọi người bên Việt Nam một cái gian bài khẩn. Con mà lấy cái bài khấn đó mà mỗi đứa mà sắp hàng tử đây mà khấn đó nó lâu lắm. Khấn theo tâm mà nữa, năm môi mà khấn, mỗi đứa mà khấn cá nhân á. Còn khi mà cái diễn ảnh nó như vậy, sư phụ sẽ khấn trước, phải không? Mấy con cũng nghe đúng không? Có cái microphone nghe. Rồi sau đó mình dồn vô đây hết, để cái sân không có ai đi ngoài này hết. Rồi cái chừng nửa tiếng sau thì mấy đứa đi lòn ở chỗ trước Phật Di Lặc á, có các bạn á, mấy đứa muốn khấn cái gì khấn, khấn riêng cái gì á, khấn riêng khấn chung vậy là cá nhân đi khấn, còn một mình sư phụ thì khấn ở đó chỗ trên cái bệ đó. Rồi mấy con thì mỗi đứa nào cũng cầm cái nhang đi vòng vòng hết mấy cái bàn này cắm để khấn, thì lên trên đó khấn cũng được nhưng mà phải cho lẹ nha. Mấy gì là chờ hết cái này đi khấn, mấy gì đụng vô mấy gì làm sao. Thì con lo mấy người ở bên Việt Nam á, nếu như họ muốn khi mà đọc khẩn á, họ đi mình đọc cái khẩn, cái bài khẩn mà hôm bữa sư phụ cho mọi người bên được. Thì giờ thấy nó của mình là ngộ nhất, tại vì mấy bên Phật giáo á, người ta khấn Phật không, đúng không? Đâu có thượng đế Phật mẫu cũng đó, đúng không? Còn bên Công giáo thì Chúa với mẹ Mara không, đúng không? Đâu có mấy ông Phật trong đó, cũng không có thượng đế trong đó nữa. Thì hình cái chữ họ dùng là khác, chỉ có mình là hết luôn, mình còn luôn ông Mohammed nữa. Ở trong đó đây mời là phải khấn, tại một cái đạo cũng là một của cha mà. Đấy là mình là lạ vậy. Tự quấn cái màn xanh này lạnh hả? Ở trên nhắn này đó, không tu là bị đọa địa ngục. Gán nhớ hả? Gán nhớ. Con ở gán nhớ. Chắc xưa làm gì dữ. Nhưng mà cho xin lỗi nhé. Tại sao bị la? Hay nhờ gì? Để sư phụ trên trời á, thật sự không có già như kiểu này. Một thái tử nhỏ tuổi đó à, rồi à, trên đó cũng vui tại còn nhỏ tuổi mà mười khoảng bao nhiêu ta, khoảng 13-14 tuổi. Tuổi trên trời, mấy người trên trời ta không có già, xuống đây nó vậy. Nên về chỉnh chúng ta là anh em nhau, hồ chỉ có đặc biệt là lãnh nhiệm vụ của cha xuống đây thời nay có duyên ngồi đây vài nghìn năm mới có cơ hội gặp nhau một lần, đâu phải đầu thai hoài đâu. Trời ơi, trái đất này quải lắm, kiếp này kiếp cuối rồi đó. Kiếp này mà thế giới là còn sự cái công bằng của nhân loại đối xử nhau công bằng là vô thành Phật, để cái lời nguyền ở trên trời vậy. Thế gian này còn bất công thì không thành Phật, mà ai xuống đây cũng mong thành Phật đúng không? À, bất cứ thầy nào ai cũng mong thành Phật, đạt thành quả vị mà đúng không? Cái hồi xưa mình nói mình có lời nguyện đó, cái ai cũng cười, chứ đó làm gì mà không có cái chuyện đó.
nó có, sau này không còn cộng sản sẽ có, thiệt luôn. Ăn đi nè, ai ăn khoai cứ vô. Rồi tối mà khoai nóng nè, chia nè, khoai nóng đó chia thành dòng ăn. Cho nên kiếp này kiếp cuối xuống trần, hồi xưa kiếp mà làm lần nữa còn ăn đâu ăn lúc này ăn nhớ bịch giá rồi sư phụ. Mấy con chỉ này ăn đi sư phụ, mày ăn đâu. Bịch giá phải lần nữa còn ở đâu? Ở Châu Đốc, nhưng mà có ông em rể ở cho tịch giá gửi lời thăm sư phụ. Em rể hả? Dạ. Cũng theo dõi sư phụ. Họ thiên lắm. Sư phụ chỉ là người giống như thua mấy con đi lạc, sư phụ chỉ đường. Sư phụ đưa con kinh, sư phụ đưa giới lực, đúng không? Là cái đó là quan trọng. Chứ còn chạy theo sư phụ là chạy mê tín là không có nên. Sư phụ là người đặc biệt thiệt, sư phụ tứ thiệt thiệt thì đó là thiệt. Nhưng mà cái qua mà muốn về trời chung với sư phụ á là phải giữ cái số 12 á, chứ không phải cứ chạy thiên tướng kiệt mà không có chịu đọc kinh, không có ngồi thiền gì hết, cũng như không à, đúng không? Tại vì lúc đó cái hào quang của mấy con á nó không có, tới gần cho phụ cũng khó. Tại phụ đâu phải người thường đâu, họ đứa nào không cần nói đều biết hết, ai làm sao đều biết mà. Chúng ta ngồi đây là vì cái điển nó hòa với nhau, cái điển thanh á, nó hào quang nó hòa với nhau. Cái mà bóng đèn này sáng, 100 cái bóng đèn sáng là mình sáng chung với nhau. Tự nhiên có cái bóng đèn á, nó ra màu đỏ quét thì có phải là làm hư thêm cái không gian sáng không? Đó là sân si á. Mấy người mà có màu tím nữa nha, màu tím là bệnh sắp chết, màu đen là xui là mình không nói rồi, màu xám là thường. Còn mấy ông thầy á, là một dòng hào quang à, mà xám bịch à, ít có ông nào mà clear lắm, xám là xám đục. Hồ có 7 dòng á. 7. Bữa nay lên 9. Chắc là không biết sao thằng không nhìn. Mấy ngày sư phụ ngồi thiền thì nó tăng lên vậy. Nhưng mà 7 á. Mà thường ngồi nhìn nè. Sư phụ cho điển thì nó mỗi người đều receive được. Sáng giờ không thấy cao đồ cũng buồn thiệt đó nha. Không có người té đó cho mình lo không có buồn. Sư phụ đừng nói nữa. Nhắm lên mình nghe sư phụ nói đồ quá. Là bác Ngư lo. Đó, nhìn xung quanh không thấy có người té buồn. Lo cao đồ với lo thằng nhóc nhỏ nhỏ chạy hai người. Sư phụ đừng nói. Sư phụ càng nói bác Ngư càng lo. Đặng bắp với khoai cứ bưng lại đây đã đắt hàng quá nè. Uống cà phê cho một. Không.
con ngồi ông đặt câu hỏi đề tài. Dạ con có câu hỏi sư phụ. Hỏi đi. Dạ con đọc ở trong kinh Tịnh Mẫu có cái câu là chú tịnh tam nghiệp, có nghĩa là nghiệp gì sư phụ? Có phải là thân ý và khẩu không sư phụ? Hay quá. Định nghiệp và tiền, cái định nghiệp là cái nghiệp thân khẩu ý là tam nghiệp, là nó là đúng. Nhưng mà mình có những cái định nghiệp từ kiếp trước cũng do thân khẩu ý sanh ra, rồi mình có cái nghiệp hiện tại. Nghiệp nó phải chỉ đi một đời nữa, nó nhập lại cả đống cũ mới vậy nó. Nhưng mà tam nghiệp thì là thân khẩu ý. Dạ còn cái câu án ta phạ bà phạ trục đầu ta phạ đặt ma ta phạ bà phạ trục đổ hán là nghĩa là gì nè sư phụ? Khi mình ngồi chỗ nào á, mình đọc cái đó đó, mình làm cho cái không gian chỗ đó nó không có trượt, trong lành. Cho nên đầu kinh vô có cái đó để cho cái không gian, trong không gian đâu phải lúc nào nó cũng là thanh không đâu, nó cũng giống như phòng clean room vậy, nó có bao nhiêu cubit mấy con bụi á, thì cái không gian nó cũng có trượt, có thanh trong đó. Mình đọc cái đó để cho mấy chư thiên á, mày là mấy chư thiên sợ mấy cái giờ ô uế á, mình đọc cái đó. Hello. Dạ con chào sư phụ. Trời, trời lạnh mà mặc đồ kiểu này chắc. Tụi con từ kia tới sư phụ. Đệ tử này nhớ rồi. Dạ. Trời ơi trời lạnh mà ngồi đây. Lấy đồ ăn lên đãi canh xịt coi. Dạ dạ con ăn sư phụ. Qua đây ngồi. Có cho nào ngồi không? Dạ có chỗ ngồi sư phụ. Vô đây ngồi đại đi mình. Chị vô ngồi đi chị. Vô đi ngồi nè. Tự cancel quá. Lạnh đó nghe, phải mặc áo lạnh đó. Ngồi đây đi con. Ngồi đây nè. Ngồi đây ngồi đi. Lấy cái nho này bỏ. Lửa qua đây ngồi đây, chừa ghế lại đó. Đang đến lớn tuổi rồi. Ngã gì? Dạ, chào sư phụ. Chào sư phụ. Chị. Xin chào sư phụ. Chào, chào. Trời. Bữa nay con có duyên, đủ duyên con được đến đây. Con mới vừa tới phi trường lúc 7 giờ, con tới niệm Phật đường để lấy lại cho mẹ xong rồi. Thì con có duyên được lên đây hồi nãy sợ không biết lên được không, nhưng mà chắc mẹ cho nói là cái đường đi lên được thì tụi con xe với bác rồi lên được. Đây là bạn con là Thảo. Chắc sư phụ còn gặp nhớ rồi. Dạ lần trước. Ở làm ca hay lắm không? Dạ. Con ca hay lắm. À, đây ca hay lắm. Sư phụ nói bạn con nhỏ nhưng mà có võ. Bữa nay con tới đây là hôm qua con đi con làm thì bạn con nửa đêm ngồi thiền tự nhiên 2 giờ sau coi cái clip của sư phụ thì bạn con vừa khóc vừa cười rồi đêm nào mới tối hôm qua cái clip tối hôm qua rồi con lúc con làm xong ăn trưa bạn con nói là không biết tao có nên nói cho mày nghe hay không, nhưng mà tao nói mày nghe mày đừng có buồn nha. Giờ khi bạn con khách cho con rồi cái clip sư chị Thiên Thứ Ba để lên thì bạn con nói coi ngay cái khúc này phút 12 phút 1 giây vậy đó, thì con chỉ có 20 phút ăn lên thôi, con vừa mấy cái đó con nghe, tự nhiên con nghe sư phụ nói là con là Thiên Mỹ Châu mắt kiến dày. hồi đó mắt kiến dày nó chửi sư phụ, bây giờ nó quay đầu lại con không có. Con nghe xong rồi con rất là buồn và con khóc thì bạn con cũng khóc theo nữa. Nói là tao không biết tao nên nói cho mày nghe không, mà nếu tao không nói cho mày nghe thì tao chịu không được, tao là bạn thân của mày, tao phải nói cho mày nghe. Con nói không sao, con chỉ im thôi, nhưng mà tới giờ vô làm thì không phải vô làm thì đâu có ý nó vậy thì nào, con muốn giải thích cho sư phụ nghe là
tại sao con nói trong là năm loại á, dạ. năm loại khó chứ đâu phải dùng nó con, nó con thuộc loại trong năm có loại khó dạ, độ. Dạ. Thì con nghĩ là giỏi rồi. Trời ơi, tại vì lúc trước trong rồi năm trong năm loại khó độ đó. Con là nhai sĩ hay bác sĩ vậy? Con là dược sĩ. Dược sĩ ơi cũng là loại khó độ. Đã thì trong năm loại. Ý Sư nói Sư có một đệ tử là trong năm loại đó mà Sư cũng độ được. Dạ. Ý vậy thôi, dĩ con nói con nói vậy tại vì năm rồi con với bạn con lên vào tháng 8 thì bạn con có đủ duyên được sư phụ nhận làm đệ tử. Lúc đó con chưa có được nhận làm đệ tử. Nhưng mà con hát bài tặng sư phụ. Sư phụ nói rất hay. Một mình. Sư phụ nhớ. Sư phụ tặng con cái vòng đây. Con giữ cái vòng này hoài con không dám đeo. Tại vì con sợ con đi làm con vô con chích ngừa con giữa tay và con mới mất cái vòng. Giờ mốt nhỏ cái sư phụ là Phật Di Lạc con làm sao con vô tìm được sư phụ, con phải giữ cái vòng này để con phải vô cửa mới nhận được sư phụ. Thì lúc mà trên đường về, lúc đó sư phụ cũng mọi chuyện cũng xong trên đường về thì sư phụ nhận bạn con là đệ tử. Không biết sư phụ còn nhớ bác không? Nhớ. Sư phụ tặng bác 2 đồng. Nói là con bác phải giữ. Dạ. Nhưng mà sư phụ không có tặng con cái gì hết. Con cũng có sư chủ. Con cũng không có buồn tại vì con nghĩ con chưa có cái lực. Bạn con thì có lực thì sư phụ nhìn thấy công nhận con phải về cần tu tập nữa. Cho nên con không có buồn, con cũng về. Dạ. Bạn con vậy làm thơ. Dạ. Thì sư phụ có nói là sư phụ nói là bạn con nhưng mà có võ. Sau này sư phụ Phật Di Lặc tụi con đi chuyến đi rất là mặc dù có chút xíu trục trặc lúc đầu nhưng mà về rất hoan hỷ. Hai người ba người được thu hoạch hết thì mình cảm mình được mình thôi sư phụ. Thì lúc đó lúc chị giới thiệu với sư phụ là con là dược sĩ. Thì sư phụ nói, dược sĩ mắc kiến dày đây hả? Thì con mới nhìn cái nói câu đó, con mới phải giới thiệu mắc kiến dày tới sư phụ. Để sư phụ mới biết con là ai. Nhưng mà lần thứ hai con có duyên qua để viếng cha. Thì con được sư phụ nhận chung một group ở Niệm Phật Đường. Dạ, thì dạ thì của con thì rất là vui là được sư phụ nhận làm sư phụ. Con sắp về Việt Nam đó sư phụ. Tháng 6 đó sư phụ. Tháng này ra dạ. Đâu mình mốt dạ. Việt Nam mình yên mà. Dạ. Chỉ có kinh tế hơi làm cho dân khó sống. Dạ. Thì con rất là vui khi được sư phụ nhận làm đệ tử. Dạ, mọi người nói sao con vàng bạc đai mình không chịu đeo mà chỉ đeo cái này. Con nói cái này dạng năm loại mày thụ nói mà độ được. Dạ con nói cái con đeo cái này vô trong phó Messi mọi người hỏi con phải giải thích cái này là sao con. Mọi người có rất là nhiều người cũng là tin tưởng về cái này đó sư phụ. Dạ tại vì họ chờ chúa họ đã xuất hiện mà không nhìn thấy. Dạ rồi sư chú có nói khi ta xuất hiện các người không nhận ra ta mà. Dạ con đã nói sư phụ là từ nhỏ gia đình con chỉ là thờ cúng ông bà thôi, không có biết gì về cha mẹ. Nhưng mà khi con có được duyên là lúc mà mùa Covid bao nhiêu mọi người bị ở nhà hết nhưng mà con thì phải đi làm. Nhưng mà có duyên là bạn con coi dạ không sao con bị rồi con có năng lực. Này bỏ hộ mà. Thiền mỗi đêm đó sư phụ. À. Thiền dạ. Mỗi đêm đó. Dạ. Tụi con thì với bạn là tu thiền thì cũng một vài năm nay dạ. Dạ xin mà biết về thiên tâm thì con rất là tin có cha mẹ. Nhất là tin những cái clip của sư phụ. Ngay từ lúc đầu là con thấy cái clip sư phụ lên là sư phụ và sư mẫu nói về cái công ty của mình, CNK của mình thì con đã thấy là sư phụ giải thích là sao qua bao nhiêu khổ cực sư phụ mới được có một cái công ty như vậy. Rồi từng clip một con thấy sự chân thật và mộc mạc từ sư phụ. Sư phụ nói lên cho không phải là những cái level nào mà người nào cũng có thể cảm được sư phụ. Rất là chân thật mộc mạc. Một câu mà con nhớ hoài về sư phụ đó là khi mọi người
nói về sư phụ hay là không tin sư phụ hay là dèm pha sư phụ, sư nói mô Phật là cái câu đó con nói mô Phật. Dạ con nhớ cái đó hoài luôn. Dạ thì con ngay từ lúc đầu, từ clip 1 là con đã tin tuyệt đối, không có gì mà từ, nghi ngờ. Từ clip 1 là nói chuyện còn dạ, giống dạ, như từ, đích không? Dạ, từ, dạ. Từ mặt dày với bị chửi nhiều giờ cũng rành rành. Từ không biết ca giờ cũng biết ca quá không? Dạ. Ca là ấy, mình là gieo cái điển thanh cho những cái người không có thích nghe. Dạ, không có thích nghe cho phụ nói chuyện á. Những lúc người ta nghe ta cũng không hiểu. Dạ. Ca dở hơn con nhiều. Dạ con không. Ca nữa không? Con nói về cái bài ca đó là dạ. Dạ. Con cũng muốn ăn đây con nói là cái bài ca Kính Thiên đó là khi mà con vô tình thấy cái người anh Tuấn Phong hay gì đó. Dạ. Post lên thì con thấy chị Cẩm Tú ca cái version của nữ trước. Thì con cũng tập ca. Nhưng mà con cứ tập hoài không được, con phải nguyện mẫu mẹ cho con ca bài này để tặng sư phụ. Ca bằng giọng nữ, bây giờ ca bài Tính Thiên tặng mọi người rồi nha. Con có ca bài con phải giải thích cái bài hát này nữa sư phụ ơi. Cái bài hát mãi không mãi trong tim con đó là không phải cái bài hát đó của con sáng tác. Cái bài hát đó là của cô Lâm Ánh Ngọc 9 năm về trước cái cô đó sáng tác và trình bày kỷ niệm 60 năm của ngày thành lập của thầy Minh Đăng Quang, dạ Môn Đăng Quang. Thì khi con thấy anh Quý phốt sinh cái giống thân tâm của mình, cái bài hát đó mà chỉ có cái version karaoke thôi, chưa có ai ca hết, thì con mới nói anh Quý là cái bài này rất là có ý nghĩa mà nhạc rất là trầm. Chị mới thấy ở trên cái group chuyên tâm thì anh Quý nói là cái bài này rất là hay, chị giọng chị hát nhẹ, chị có thể hát tặng sư phụ. Thì con nói là cái bài này rất là brand new với con, giống là một cái language mới, con phải học từ đầu, con phải học nghe, con phải học hát. Mà con hát rất là nhiều lần mà con hát được thì con phải gửi cho chị nghe. Khi mà chị nghe chị nói chưa em ơi, cái bài này chưa có ổn, làm sao đó chưa có được ổn. Rồi con phải tập lại, rồi gửi cho bạn nghe. Bạn nói giọng hát thì có nhưng mà chưa có lực. Phải ngủ 2 đêm rồi mới hát. Thôi giờ bài đó chưa biết cho con ca bản này nha. Ca tặng đi, quay cho vui nè. Rồi ca đi. Khỏi microphone. Giờ sống luôn. Nữ á. Rồi con ca đi. Kính Thiên nè. Kính Thiên đã chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên. Nhân sinh qua bao nhãn tiền, luân hồi vai cha chiền miên kiếp người. Nhờ duyên được hướng cơ trời, lại thêm sứ đạo. Cái này nó nhảy qua đây sư không? Tại hồi nãy con cầm cái tay đó. Vậy làm lại từ đầu nghe. Con cầm trên này nè, đừng cầm đó. Sorry. Trời ơi, đứa này ca hay lắm. Con là chỉ ca. Rồi con cầm gì thôi, con cầm. Kính Thiên đã chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên. Nhân sinh qua bao nhãn tiền, luân hồi vai cha chiền miên kiếp người. Nhờ duyên được hướng cơ trời, lại thêm sứ mạng đạo đời dương gian. Rồi đây năm giữ giang sơn, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai
xanh sẽ biết ơn ai đã truyền. Ấy là trời Phật linh thiêng, giáng cơ mở đạo khắp miền nước non. Kính thiên mẹ chiếu cho con, số trời đã định đâu còn bao xa. Lo sao xây dựng nước nhà, lo cho ba tánh hoan ca cuộc đời. Cảm ơn sư phụ cho con có cơ hội để hát trước mặt sư phụ. Hát hết bản luôn đi. Dạ. Hay quá. Kính thiên đã chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên. Nhân sinh qua bao nhãn tiền, luân hồi vai cha truyền miệng kiếp người. Nhờ duyên được hướng cơ trời, lại thêm sứ mạng đạo đời dương gian. Rồi đây nằm giữa giang sơn, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh sẽ biết ơn ai đã truyền. Ấy là lời Phật linh thiêng, giáng cơ mở đạo khắp miền nước non. Kính thiên mẹ chiếu cho con, số trời đã định đâu còn bao xa. Lo sao xây dựng nước nhà, lo cho ba tánh hoan ca cuộc đời. Thương con mẹ dài mấy lời, rồi đây sẽ ở đời cơ sao. Con muốn hát lại. Con muốn hát bài mãi trong tim con thằng sư phụ. Bài đó là ở trên này có. Dạ có, nhưng mà con nói cái bài đó là không phải bài con sáng tác. Nhưng mà con vất vả gì lắm mới hát được cái bài đó, để cho nó được cái giọng nó rất là vất vả. Ngồi đây luôn đi. Dạ. Ngồi đây. Đó con ngồi đây được rồi sư phụ. Dạ. Ôi, tại bị gì vậy chị là? Bị cắt xương hả? Trời ơi, chưa gặp được Đức Thầy nữa mà trao đồ thì té lên té xuống. Sư phụ, chú sư phụ cho con biết điển, con về con tinh tấn cho sư phụ. Nhỏ này trong, qua đây không có điểm nhưng mà vui lắm. Chú phụ dạ đầu con cho con điên. Đấy là ngày mốt con lên đây con khấn mấy vị đây thì ngồi gần là có rồi. Ngồi gần là có ca hay quá ha, các con thấy không, đứa nào cũng hay thật sự. Bài đó bài kinh của mẹ bữa lúc mà cái ông nhạc sĩ ông sáng tác á, là sư phụ có xin phép đàng hoàng mẹ cho, mẹ còn dặn ổng đừng có làm giật gần quá. Thế là ông mới chế nhẹ nhẹ như thế. Ông đó là thuộc nhạc bebop gì đó, nhạc pop phong á. Làm gì cũng phải xin phép hết. Trời lạnh nên ngồi vậy thấy cũng ấm cúng ha.
muốn giải tán hay muốn ngồi nữa đây hả? Dạ, mặc đồ gì mà ngồi à? À, cái này có khớp bò ấm mà ấm mà có mình Hải là ấm nhất được hai cô vỗ tay Hải khen Hải đã luôn hai người đẹp rồi có mình Hải là sướng nhất Hải lò sưởi cái bên Sư phụ mà chưa nói hết câu rồi lúc nào cũng có điều bất ngờ. Sư phụ giờ cũng đang nhớ đệ tử hữu tính của mình phải có đây vui ta. Hữu tính thì lây ba lần tới gần 12 giờ mới tới đây với sư phụ. 12 giờ nào? 12 giờ khuya. Tối nay hả? Dạ. Giờ hồi nào không có tới. Trời ơi, tướng ốm như mà còn mặc đồ kiểu đó. Dạ lấy thêm áo cho con mượn cái áo này. Dữ dàng ngồi ở đây, rồi ngồi ở đây nói chuyện. Đây có hoa lan nè, ăn cho nó ấm đi. Dạ con mới ăn xong sư phụ. Dạ. Hoa lan ăn nướng. Đẳng nướng kìa. Sư phụ hôm tháng giêng mà lễ cha sư phụ. Cái con giống như con đảnh lễ sư phụ đây. Có mấy em khoác tay nó được có đảnh lễ mà tại vì con nằm mơ con thấy con đảnh lễ sư phụ á. Trong sư phụ đó con chưa là còn có cần gì không sư phụ giúp con thương sư phụ mà có mắc thảm chứ sợ con nói bộ con thảm không sao trong mơ hả không lúc con lên con đảnh lễ sư phụ á chứ rồi hả con chưa con có cần gì không sư phụ giúp cho cái con nhớ thương sư phụ mà có mắc cỡ dễ sợ hai đứa con là hai bạn học từ bên high Việt Nam high school qua đây cũng gặp lại vậy qua đây con qua 20 mấy năm mà mới gặp được là khoảng 8 năm nay thôi không có gì mà cùng ở tiểu bang Kansas mà không gặp hay ha dạ ở bên con dạ vâng cái chị con làm nail bên đây có tiệm cái vụ con qua để con bị dính bên đây luôn mình ra đời đâu phải dễ gặp được một người thân hợp ý đâu mà giờ con có nguyện đại gia đình họ Thiên quá trời mốt về Việt Nam là đông nữa tháng 10 con về con đợi sư phụ tôi cũng không biết ngày nào cô về bây giờ còn đang núp lùm ở đây con mưa đất trên rồi vì mì thao cũng dám ra nữa không dám ra tại mấy chị kêu ở trên này được rồi mình còn ở chỗ ngoài kia à, mấy đứa muốn mở thì ngăn nó chìa khóa đó mấy cái vàng karaoke ngoài nó xài được rồi đó cái tình bình thường mà hồ thích đây thôi Thảo có mua đất ở mua nước cấm và ngay nước cấm luôn sư phụ nước cấm mà yeah. Sau này mà thí dụ thuộc có giống như bài chính thiên của mẹ mà ứng hết rồi đây nắm giữ gian sen á sư phụ sẽ lập cái Silicon Valley ngay chỗ Long An sư phụ dồn nước Việt là thành ba tỉnh ba thống đốc cho bớt lương có mình neo xanh lãnh con đầu lương Việt Nam mình mỗi một tỉnh không lãnh đầu lương mệt quá thì nó cũng thành An Giang luôn à Việt Nam chút bẻo cũng giống như miền pizza San Jose thôi tự nó cắt cho nhiều để dễ hối lộ Long An là gần với tụi con Bình Chánh nó gần với quê tụi con tự vì nó sẽ dưới quê người ta từ Cà Mau người ta có thể đi xe lốc hành lên tới đó người ta làm sáng người ta về nhà ngủ được không ở lại Sài Gòn còn đi ra tới khu Bình Dương hay này nọ thì người ta phải ở lại rồi nó qua cái thành phố nó kẹt xe rồi trời ơi tính địa thế quan trọng lắm á con như người làm thất bại là gì địa thế ở đây mấy thằng là kêu phụ làm hai thác ra Đà Nẵng mở sư phụ nói mày đổ 10 tỷ vô Đà Nẵng cũng sẽ thất bại nhưng mà những cái ông mà bí thư đó ông cứ muốn người ta về để mà có tiền có kinh tế nhưng mà mấy ông không biết tính nên Đà Nẵng là người thích du lịch thích làm nghề du lịch không có đủ nhân sự chuyện nó tràn gian đại hải Hãy
chiều nói chuyện chị á, thấy chị đứng kế bên quẩn quá không dám nói. Trên đỉnh đầu sao lúc đẹp anh đứng lúc đi về tới đây mà thì mình đang nói về vậy. Chị xuống trần ba lần. Đấy, ai hỏi gì hỏi được rồi. Sư phụ, sau này cái cảng Cam Ranh á của Khánh Hòa sư phụ có được sử dụng trở lại không? Ví dụ người mà lãnh đạo của một quốc gia mà khôn á, giống như Thụy Điển đi, không cần vũ khí đâu gì hết, nhưng mà có người khác bảo vệ mình thì cũng nên để cho Mỹ nó ở đó. Thứ nhất nó sẽ đem du lịch của người Mỹ qua đó, chỗ nào có người Mỹ cho đó nhiều du lịch không biết không, nó có lòng tin thế giới, đừng đem tàu qua thì du lịch cũng xuống rồi. Khỏi mình nước mình nghèo thì mình lo về nhà thương với lo ăn lo uống ở đời sống, còn có Mỹ trong đó ai dám ăn hiếp cả. Trong nhà con có nuôi chó bu đất ai dám vô cắn. Việt Nam cũng vậy, tụi mấy không biết tính. Một cái quốc gia nó cũng giống như một cái công ty vậy thôi, không biết phân cái khu nào, cái production khu nào ra rồi người này nọ cũng gần gần. Mẫu đâu mất tiêu rồi ta. Sư mẫu ngồi. Nói ai vậy? Sư mẫu. Nói ai? Nói với chị Trinh với Thủy Nhi. Sư mẫu cần sư mẫu. Không không. Con về ha. Rồi, chào. Lái xe cẩn thận nha. Tại mình ngồi lo lạnh không, mình không có nói được. Giữ hơi á, cho nó ấm. Mấy con muốn hỏi gì thì hỏi. Thì Hụ ngồi đây chiều vợ rồi, nói chuyện nhiều, nói nó quay cũng nhiều. Ok, mình ngồi 50 phút nữa mình đi về nhé. Chứ lạnh rồi, đây bô lão không. Con có câu hỏi nữa sư phụ. Khi con ngồi thiền con bắt ấn tam muội á, thì khi mà con xả thiền á, cái tay con nó rất là chặt sư phụ, nó chỉ ra nó rất là chặt, thì sao sư phụ, cái nghiệp con rất là nặng không? Quá, tại gân con nó bị rút. Nói gì đâu, thì từ từ làm dẻo rồi hình lại vậy thôi. Đâu có sao đâu, cũng ok. Con cứ làm gì á, là cứ trong nhà nó thuận ý với nhau á là tốt.
đừng có để người trong nhà mà bực bội mình. Mình đọc kinh cũng không có công đức. Nếu mà nhang khói, con mua nhang loại ngắn nha, nhang nhật á, có chút xíu à. Xin lỗi, nó thơm thôi, thì nó đâu khói nhiều. Hay là mua loại loại đàn cầy thơm thơm thôi, đốt, không có khói. Nhưng mà trong nhà mà nếu có người không thích mình làm gì mình đừng làm. Mình không sợ phần của họ thiên, mình sợ phần họ bị phạm thượng. Cúc con á là gì cũng đó, cốt của con á. Con là trong mấy ngày hồi xưa con hay ăn thịt mấy con rồng, thấy rồng mà đẻ ra nhiều con ăn hết, ăn thịt rồng. Gọi là si đó, cái gì á, cái gì sa si điểu. Ok, lúc đó Phật mấy vị Phật á mới nói sao nhà ngươi cứ ăn hết loài rồng, bây giờ tôi không ăn rồng, tôi ăn gì? Phải tử đó, vân đó. Con là thiên vân, tên gì vân? Thiên Bích Vân. À, thiên Bích Vân. Thiên Bích Vân có nhiều rồng đẻ ra ăn láng hả? Cái lúc đó Phật mới nói Thiên Bích Vân, sao ngươi cứ ăn rồng không à? Cái gì chứ tôi không ăn rồng, tôi lấy gì tôi sống? Cái Phật nói được rồi, ta từ nay sẽ cho mỗi ngày ở chùa cúng cho người, người không có được ăn rồng nữa. Rồi từ đó cái Thiên Bích Vân mới không ăn thịt rồng nữa, chim si là điểu. Rồi từ đó hứa với Phật là hộ pháp, cho nên mà ở trên trời có chim loài này rất là khôn, và hộ pháp cũng giống như sau này con hết ăn rồng rồi. Tại từ đó Phật quá độ đồ ăn của con là ở trong chùa cúng rồi con, ở trong bưu ví là ăn rồng á. Con nghĩ đó chim gì sư phụ? Xí điểu, sa xí điểu, giống chim đại bàng vậy đó. Không phải chim, nhưng mà trong chùa hay thờ con đó, tại vì con là thuộc dạng hộ pháp là sa xí điểu. Còn mẹ con á, tại hôm cho hụ bị la thì hụ phải hỏi luôn, thì cái mẹ con là một ông tiên mà xuống trần làm nhiều chuyện không có đúng, mà hôm nay có duyên bước lên được núi Thiên Long Sơn rồi, biết được sư phụ rồi mà không chịu quay đầu thì sẽ đọa địa ngục. Mấy người có mặt quấn cái mền xanh, cho nên thập nhị Diêm Vương đang chờ, không đang chờ chứ. Không biết người này xưa làm gì không biết, nhưng mà hôm mấy gì hù vậy đó. Tại ngày hôm qua đây, nhìn này ở Việt Nam mới qua, mấy đệ tử này thì cũ, ngồi ngay đây. Mà ngồi đây dù thấy hầu quan nó sắc khí lắm. Khi mà điển sư phụ mà nói chuyện á, là những cái đứa mà sư phụ đã huấn luyện á, thì nó có điển thanh thì gần sư phụ thì không có nói chuyện được. Mà phải có người mà ấy á, nó bị thuận lợi sư phụ không có nói chuyện được. Cho nên hôm ngồi cả đêm lạnh chỗ này mà không ra tiếng nào hết, gặn gan chữ nào cũng không ra được chữ. Sư phụ rồi bắp khoai quá trời. Cái này nóng nè. Mấy con ăn này nè. Nên bữa nay mình nóng, mình có bắp có khoai đỡ ngày qua phải không? Ok rồi, bữa nay đỡ hơn quá, đỡ hơn chút. Anh ngày mốt, ngày mai mấy con cũng phải mang áo lạnh theo nha. Phụ thủ cái áo này là phụ ok, áo này nó ấm lắm. Như loài rồng á là đẻ trứng hay đẻ con gì chứ? Trứng. Hồ cũng đang là trứng rồng mà, dù nó hoài hay không biết hả? Cái này là trứng mà. Chưa nở mà. Chưa nở. Có. Con tưởng cho Bụt kể trên này, cho Bụt kể tầm bậy được à. Cho mấy ông thầy em không chặt cho chết. Chung kết thiệt á. Chim xà xí điểu.
đó, thiên bích vân là xài trái điểu. Ủa, có rồi, ok rồi. Nó chạy chậm chậm nghe, bụi dữ lắm. Sư phụ con xã con tốt gì mà sao con cứ muốn buông ra hoài, con buông không được. Hôm chưa, hôm châu phụ chỉ có lỗi với em nói chuyện theo cái trực tính á. Rồi cái bề trên mới la sư phụ là con phải thương hết đệ tử họ Thiên á, phải bình đẳng. Con không có được vậy. Rồi hôm đó, đứa nào cũ á, thì thu đã clean hết cái hào quang đó rồi. Nước mới nó còn chưa quá, phải ngồi xa xa. Đứa nào mà có kỳ á, mà gần như phụ chịu không có nổi á. Vậy á. Cái dạng bờ luôn rồi. Mở xuống nước. Nãy giờ sáng quá. Thôi con nên nhớ một cái quy tắc. Mấy gì mấy vị hộ pháp, mấy ông rồng hay là những vị mà thiên tướng hộ cho phụ, mấy vị chỉ khi nào cái gì trả lời đúng đó, mấy vị không trả lời dư nửa chữ hay thiếu nửa chữ mà phụ phải hỏi. Còn thí dụ như là lo mấy đứa gần gần á, phụ muốn coi coi đời sống tình duyên gia đình này nọ, phụ phải canh đúng lúc mấy vị quan hỷ cho phụ mới hỏi. Còn đang nói chuyện thời sự, đang nói chuyện lớn thì mình đem nó vô sư phụ ngày xuống trần rảnh quá làm thầy bói. Hồi xưa sư phụ làm thầy bói á, bị chị la hoài. Sau này bớt cái vụ đó chứ coi cốt của Hoài Linh, coi cốt của bà Phương Rồng Rửa đủ quá đúng không? Mà trúng không á, thiệt không á. Chỉ có con Phi Nhung á, Trích Quan á, nó là phụng hoàng á con, cũng trên trời á. Chẳng qua nó làm những cái chuyện không có đúng với mấy ông thầy quốc danh á. Thầy là quỷ mà đa số, cho nên nó cộng nghiệp, nó mới đi sớm chứ đúng là nó phải chết 80 mấy tuổi. Con muốn hỏi là giống như khi sư phụ vẽ cái dấu thiên tâm lên trán tụi con á, sư phụ có nghĩa là nó sư phụ nhìn con phải là cái dấu thiên tâm. Ngồi đúng rồi. Đúng rồi. Không có ai được quỳ cho phụ nghe. Dạ có phải sư phụ vẽ lên. Dạ. Phải dính một chút đèn đèn mới vẽ. Dạ. Dính lò đen. Rồi cái đó nó làm cho con sáng là thêm. Dạ. Với nó vô hình đó. Cái bộ đồ rồi thêm lại sáng. Mấy này đồ vậy. Thật sự cho điểm luôn. Đọc kinh con đi xa cho đồ thứ hai đi. Đi làm về là đọc kinh thiền mỗi đêm. Mấy thứ này nó xuyên lắm. Làm thơ hay lắm. Hồi xưa làm thơ nó con hiểu về cái thời cuộc tận thế này. Sư phụ là người trong tháo quyển của Đức Thầy là Minh Dương. Ai nghiên cứu là người ta thấy sư phụ xuất hiện là quảng hoảng hồn mới tu. Còn có nhiều người không hiểu mà lại không muốn tìm hiểu. Mà ví dụ trong gia đình có một người đã hiểu mà nói người ta cũng không tin nữa. Có những người ly như vậy á, thật sự là rất là nhức đầu á. Sáu quyển nếu mà chịu khó nghiên cứu chừng 3 tháng thôi là hiểu hết. Hiểu hết thì mình đang ở vào cái thời đại đó. Chẳng lẽ Đức Thầy viết sáu quyển, ông Trạng Trình rồi bao nhiêu nhà tiên tri lỗi lạc tiểu thuyết hết à? Chùa không xuất hiện là cái tất cả là tiểu thuyết á. Giờ là đúng hết rồi, kinh sách đúng. Phật trời không có gạt mình nghe.
Ngon. Bắp ngon. Ngon hả? À, bắp mà lạnh lạnh như thế. Tại lâu lâu chịu lạnh cái cho nó có kỷ niệm không? Chứ ở trong vườn ẩm với mát sưởi biết. Không có gì vui hết. Nó ngon rồi chứ nữa này. Chúc con quên vòng thử. Thấy không? Bằng đêm lạnh hiện giờ nhiêu độ ra? Khoảng 50 mấy đó, sư phụ. Hả? Khoảng 50 mấy. Việt Nam là nhiêu độ? Cuối Việt Nam. Hồi Thiên Long Sơn lắm. Những cái năm mà nóng mà hạn hán, không biết nó không có cái lá cây nào xanh hết. Con squirrel á, nó đói á, không có cái gì mà màu xanh mà nó không ăn á. Cho nên mỗi ngày cho phụ á, với ông bố với anh học á, phải đi kiếm trái cây cúng. Rồi để đây, vừa để một tiếng thôi là nó ra nó ăn sạch bách, vỏ cam, vỏ dưa cái gì nó cũng ăn. Mình nói, nó đói, nó tội nghiệp, nó chết đói. Tại nó ăn không còn cái gì luôn á. Những cái năm hàng tháng, tội nghiệp lắm, cỏ đâu có đâu. Loài vật cũng khổ như loài người á. Hả? 16 độ C. À bây giờ mới có 6 độ C à? 16 à, không có lạnh mấy. Nó cũng giống như nằm trong máy lạnh khách sạn rồi phải không? Nhiều lúc con mở 18, 16 độ. Nhưng mà khách sạn đâu có đông được như vậy, này vui lắm. Ở 16 độ C. Cái này khách sạn ngàn sao. Khách sạn ngàn sao. Bữa nay núi mình nhờ Veronica với Mỹ với Gina hả? Trời ơi, với mình được đèn đẹp á. Hơn 1.000 đồng trên đêm thôi đó. Chưa đủ. Núi là con mở đèn lên thấy nó khác hả? Dạ, ở dưới đường dầm nó thấy sáng. Nói gì cho bụi không muốn về vậy. Thấy không mấy đèn. Ông nhìn thấy nó cũng như quán quán cốc á. Dạ. Sư phụ chừng nào có trời sư phụ nổi danh đi trời sư phụ là tự nhiên có đầy đủ hết những gì phụ hứa là có tin đi họ thiên nhân này sẽ retire trong cái đó xây lên tại mình sống đầu óc mà thanh thản rồi có cha có mẹ có chị dị có núi sống một đời có ý nghĩa rồi thiên đàng mấy con khỏi bay tới bay lui đứa nào có vợ có chồng lâu lâu bay về Thiên Long Sơn thăm ba má một lần à, ở tử quan này tử quan kia mà sau này ở Việt Nam người ta sẽ qua đây đông người ta có tiền đầy đủ giấy tờ đó nhưng mà đi như kiểu như Đài Loan qua hay là Mã Lai qua sau này người Việt Nam khá khá đã đi qua đây đâu hả sau này Đức Thầy cũng sẽ lên đây ngồi mình cũng phải tới đây rồi à, Đức Thầy cũng phải qua đi về như sư phụ đó ngài cũng như sư phụ thôi thì sư phụ còn ở đây 30-40 năm nữa sau này mọi người cũng sẽ gần được với Đức Thầy điểm của Phật. Chúng ta ở đây chúng ta cùng có chút đồng ra đồng vô đi máy bay đi đứng đâu được. Còn Việt Nam dễ gì, 100 đô cũng không có, đi đâu. Ở
ở xa miền Trung thôi, Huế thôi, mà muốn vô miền Nam núi Cẩm cũng khó khăn nữa. Còn mình ở đây thật sự tiểu bang này tiểu bang kia, ngồi máy bay ngủ cũng giấc, hay là làm bài hay là diễn xuất cũng đáp xuống tới. Có đồ ở trong đó còn hai cái giường kìa. Nãy anh Kinh nó dọn sẵn rồi không thiệt đó mà. Gần kia phụ ổng lạnh này, sao kia phụ lạnh quá. Cao đồ bữa nay cũng biết nồng. Chẳng có hai cái giường á. Rồi về ngủ đi chứ ngồi làm chi. Trời ơi, nãy giờ quá. Ai có sức thì ở lại, còn không có sức thì cứ tự đi đi. Dạ, chào cao đồ dùm. Quay lên ba con đỡ cao đồ, đỡ cao đồ. Rồi về trước nha. Mấy giờ rồi ta? À. 10:43. Thôi vậy đi, đi đi được rồi. Đi ha. Càng bản nặng giờ lên là bản gì ta? Nhà yêu cầu á ta bản gì? Bản gì? Bản gì mày không ca bản gì? Bản gì? Việt Nam ơi. Việt Nam ơi hả? Dạ. Bản đó tên là gì ta? Việt Nam tôi đâu? Việt Nam tôi đâu? Việt Nam tôi đâu? Việt Nam tôi đâu? À, chấm cộng chấm. Chỉ đặt câu hỏi thôi mà. Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói. Mẹ Việt Nam đâu, từng cơn xót xa nhìn đời, người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền quy giàu sang dối gian. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc tàu ngang tàn trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngầm ngùi vì tay súng giặc tàu. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngôi sấm. Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sóng núi. Từng đoàn người đi chẳng nề chi, già trẻ gái trai giơ cao tay trong quân xâm lược, trong kẻ nhu nhược bàn nước Việt Nam. Trời, không có mai còn ăn no.
Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc tàu ngang tàng trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngầm ngùi vì tay súng giặc tàu. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngôi sấm. Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sóng nối. Từng đoàn người đi chẳng nề chi, già trẻ gái trai dơ cao tay, trong quân xâm lược chống kẻ nhu nhược bàn nước Việt Nam. Việt Nam tôi đâu, Việt Nam tôi đâu. Ôi ơi, nhảy qua này luôn. Làm luôn không? Anh này làm gần với nhau. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoài xâm? Xin hỏi anh ở đâu, sao mắng tôi bằng dòng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu, sao đang tâm làm tại sai cho tàu? Để ngàn sao ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay truyền miên tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên đời đời sao cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoài xâm? Xin hỏi anh ở đâu, sao mắng tôi bằng dòng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu, sao đang tâm làm tại sai cho tàu? Để ngàn sao ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay truyền miên tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên đời đời sao cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Tôi không thể ngồi yên
đời đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu thì thế giới này đã không còn. Việt Nam. Ok rồi, đi về ngủ. Để ngày mai trúng gió. Ngày mai hẹn lại, gặp ngày mai sáng.